ಅವನೇ ವೇ ಮೆತ್ತಿನ ಸಿಂಗ್ ವೇ ಗ್ರಾಂಡ್ ಶೇಖ ಕೂಮು grande. Sabe fazer ou não sabe fazer? Assim vai cair um. Então, eu sei. Fala junto, outro fala, outro fala, assim, sim. Fala! Ngon lắm! Ngon lắm! Assim! Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuần Hiệp TV. Careca! Hi, xin chào các bạn, tên là Careca. Xin chào mọi người! Ngày hôm nay thì nhà mình bắt đầu là tiến hành thu hoạch cái khoai lang à mọi người. Khoai lang bây giờ là nó cũng to rồi, ở dưới là nó kiểu như là cái đất nó nứt nứt rồi mọi người, nứt ở trên luống rồi, với cả là nhìn lá nó bắt đầu ra rồi ấy. Thì hôm qua mình cũng có thử là bới một cái gốc lên xem thử coi nó được như thế nào, thì mình bới lên thì thấy nó cũng khá là to rồi, nên là ngày hôm nay là nhà mình cũng quyết định là sẽ tiến hành thu hoạch khoai lang luôn. Đây, hôm nay thì nhân dịp gọi là thu hoạch khoai lang thì bữa trước mình cũng có hứa với các bạn ấy là sẽ làm thử một cái món bánh gọi là món bánh khoai chiên đó mọi người. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ nhổ cái khoai lên và sẽ tiến hành làm luôn. Ở đây thì Mimi cũng đã chuẩn bị ổ bạt dê nào complimenta. Hola, chị chào các bạn, tôi là bạt dê. Bạt dê hoje cozinha bem? Ngon. Ngon? Ngon. Phun gì você fala? Fuba não tá bom? Fuba ontem. Não fala disso, você ontem você meteu muito água, eu já dei conta mesmo. Não, não chega. Não, como? Água, estava metendo muita água. Ở đây thì anh em mình đã chuẩn bị sẵn là cái bột này, đây là bột mì đúng không ạ? Dạ. Đấy, hai gói bột mì này, rồi thì dầu ăn và trứng này. Đấy, trứng với đường. Hoje vamos tentar uma bolinha. Bolinha? Pâté. Pâté. Pâté, né? Pastéis. Pastéis. O ovo não dá mão para me levar mais. Você levar o colega não tem. Pastéis de ovo. De batata. Fazer com batata. Uau. Eu também já fiz. Você tudo já fiz aonde? O meu estava metendo a peixe. Batata mete peixe, você tem problema. Molho de tomate. Assim fazer molho. Né? Tá fazendo caldo. É, não tá fazendo nada. Quero aprender hoje, velho, Mimi fazer, é? Da tua vez, chefe. Tá quando eu chegar em casa, você fazer, meter uma laça ali, isso é açúcar. É? Açúcar, é? Ah, você quer meter na fuba, você vai fazer com fuba. Me dá uma prato e eu meto a carca do ovo, já? Cái bột này thì sẽ ủ đúng không em? Dạ. Như thế nào nào, và bật mí một chút nào. Giờ bột này là em đánh cho nó đặc ra rồi là em ủ á. Xong xíu mình ra mình thu hoạch khoai là vào lấy nó bao gọt bao sợi á. Xong trộn với bột là chiên đấy. Tức là ủ lâu không? Tầm 30 phút à. Ok. Isso é trigo, mistura com açúcar, mistura com ovo, assim deixa ele fermentar, yeah. 30 minutos, yeah. Okay. Depois só 30 minutos nós vamos ter que meter já que batata frita. Batata tem que cortar, depois ralar. Muito cuia. Muito bom. E a muito batata bom. Tá andando, o meu já começou a mascar. Não. Mas vai demorar, boi. Isso tem que ser natural, tá vendo? Sim. Tudo natural. Tem que ser uma da própria terra. Você é natural, eu não vou falar que é fresco. Não, tô falando natureza. Ah, hoje ele já levanta a cúmula. Ah, hoje lá a casa já tem uns 8.
até a mãe já pode acabar, né? Neste caso aqui, não sei, como eu não sou mestre. Ele disse, será que vão acabar? Você ontem não confiava com ele, tá vendo? Agora ele aguenta. Tá? Ele aguenta mesmo. Đấy, hôm qua thì cả ba ấy là nói là ba ngày sẽ xong. Mình thì cũng chưa ra được sau mọi người. Thì chút nữa là mình sẽ đi ra sau để mình ghi lại cho mọi người xem. Cả đây các ông đây xin ra phát lo của một lần. Bố sẽ đánh mê đuổi liền kì. Mê đuổi. Mê đuổi. Mê đuổi. Bà dì, nế. Cả đây các mê đuổi mùi tù. Mà xin bố sẽ quan ông mì gặp anh mê đuổi tạm mê hả xin? Ừ. Sau 20 horas de casa, porque são 6 horas de acidente. Vocês são mentiras. Pessoa quando fala assim, nunca funciona. É, né? É. Mas mesmo assim. Só depois também mais medo que careca. É. Tipo, é. Eu senti medo, tipo, não gostar. Tipo, toda hora dos que discuti. Ah. Então eu senti medo. Yeah. Mas não é medo, isso é tem respeito. Sim, respeito, sim. Tipo, toda hora falar mesmas coisas, toda hora não tá bom. Được chưa? Dạ, gần được ạ. Đây nè mọi người, để cho nó tan là mình sẽ ủ khoảng tầm độ 30 phút. Cái này có problem là sẽ ta doce. Ta phải ta su. Já mete, hein? Puro que batata doce. Também já provar mesmo. Provar. Aí provar, já provei, dá farta sal. Sale. Isso pode mandar mulher fazer, aprender ou mandar mulher vender também pode. Não só aqui batata barato, né? Barato. Não, até aqui aí tem sete vender mais caro, monte vender 500, né? Monte tipo lá só 10 batatas, às vezes 6, 7 batatas no monte. Mas grande? Mili, né? É grande ou pequeno? Chega como? Não, grande. Đó. Đó lắm. Các bạn nhầm giá đấy. Một món tinh mà khoảng tầm gần 10 củ ạ. Nó to ạ, nó phải 1000 con. Rồi bây giờ để cho Mimi đánh ở chỗ này đi. Để nhà mình sẽ đi ra ngoài kia bắt đầu tiến hành cái công việc gọi là đào khoai nha mọi người. Vamos cavar batata ya. Sama mais pessoa ya. Dạ. Đây là cái chỗ khu vực mà mình trồng lứa khoai lá đợt đầu ấy là được 5 luống mọi người, 10 luống. Tính ra là ở trên kia là 10 luống ấy. Là mình bây giờ là thấy to rồi này. Đấy. Ê. Assim, tá quase estragar, né? É, quase estragar. Bây giờ nó kiểu là nó nứt ra rồi mọi người này. Nó to, nó nứt ra đây rồi này. Estragar, não estragar, tipo, pode ser mais. Hã? Ele assim vai germinar aí, né? Ui, grande! Ê, bà giới. Khoai cho mình này mọi người. Bà giới tầm này grande, ta tự ra tầm này grande. Ê, bà giới. À, xin này đến tầm này còn tên bà có sát sai grande. À. Ngoài những cái củ mà nó mọc từ cái chỗ mà rễ chính cái đợt đâu mình giảm xuống ấy, thì nó cũng ra những cái củ nhỏ nhỏ mà kiểu như là ở đây này. Những cái củ như thế này này, những củ này là những cái củ mà nó mọc từng cái nhánh nó bo ra ở dưới luống ấy, nó mọc được ra như những cái củ nhỏ này này. Còn những cái củ này là những cái củ chính mà lần đầu tiên nhà mình có trồng đấy. Đi. Tao lu cuidado. Eso no soy la planta cuánto mes, Paulo. Ya está 8 meses esta batata. 8 meses onde? 6 o 7. Ah. 6 o 7. Você sabe isso, quando nosso planta é cotanito ainda fica aqui. Cotanito trabalha mês de janeiro. Então, janeiro até agora. Tipo, só 5 meses. Tá vendo? Não é? 5, 6 meses. Careca, você arranca a primeira coisa dele. Tira a primeira aquela coisa dele. A Lulu, depois... Đất nó vẫn xốp nha. Cái nhánh nó mọc ra được nhiều củ nhỏ lắm em ạ. Dạ. Tí nữa thì mình sẽ tận dụng những củ nhỏ này, mình bao mình làm ấy nhỉ? Dạ, làm bánh. Làm bánh ấy. Đấy, cái củ to mình để lại, còn cái củ nhỏ mình bao làm bánh cho các bạn này thưởng thức. Cái
Você acaba. Já cansado. Fraco. Você acaba bem. Assim tragar. Cortar tudo e Paulo, né? Ih, Jesus. Sujo. Sujo. É comer tem que limpa, limpa. Também doce. Doce. Doce também tem que limpa ainda. Você comer assim vai que? Vai doendo. Vai ficar limpa. Na bodeia. Tudo tem que vivo, tem que limpo, já? Thầy cụ khoai ngon quá mà bỏ vào miệng ăn luôn. Để cái bùi này xem thử coi nào. Xong thầy cụ nào về? Đi xuôi ra tí đã. Không, 50 thì được. Wow. Áo này về. Mết thì nó gà xinh về. Rắn được xưa có cô mà. Đã bốc cả. Boca vale. Buah, grande. Hay to này. Cao mấy á? Bùi này nhiều củ này. Này, coi một bùi này được mấy củ nào. Ui, to này. Một củ. Ồ. Hư đấy à? Không phải hư. Nó khoái lên. Nó chỉ còn nứt một tí thôi. Hai củ này. Ba củ. Ba củ. 4 củ. 5 củ. Ở đây này, đây này. Đây con có cái rễ của nó đây. Đứt rồi, đứt rồi. Nhưng mà vẫn con củ. Không, đứt củ ở dưới ấy. À kia. À kia ra đứt đây. Đấy. Đấy. Cái củ này là nó mọc nhành ra này. Con kìa. Để lâu lâu thì khả năng là vẫn to đây nhỉ. Dạ. Nhưng mà nó to những cái củ này nó con lại nó hỏng những cái củ khác nó bị ha ấy. Ừ. Có một số củ cũng bị ha rồi. Ơ nhưng mà phía trong không việc gì cả. Dạ. Chỉ ha vỏ thôi. Mình tưởng là nó bị sung ấy nhưng mà đang trống thì nó không bị sao cả mọi người. Đấy, nhìn nó đẹp ấy. Cái này là kiểu như là mình đào kịp thời ấy. Đấy, được củ to nào thì bạn sợi bạn này kéo lên hết đây. Ê. Để các bạn này tiếp tục cái công việc đào khoai ở ngoài kia, con nhà mình vào trong này thiết kế cái món khoai chiên nha mọi người, bánh khoai chiên. Đây, hiện tại thì Mimi cũng đã sắp sơi xong những cái củ khoai đây. Đây này. Đấy. Những cái củ khoai này và bắt đầu tiến hành công việc là ngâm vào cái chỗ mà bột mà nhà mình đã ủ ấy. Nhúng vào trong này, xong rồi đưa vào chiên ở đây. Đấy, bắt đầu lên màu nhìn đẹp rồi đấy. Ngày hôm nay đây sao lại đổi cái địa điểm ra ngoài này ngồi nấu thế này. Ngoài này kiểu mát. Ừ. Ngoài này nó thoáng hơn đó mọi người. Ở đấy thì nhà mình cũng dọn dẹp nó sạch sẽ ấy, nên là đảm bảo vệ sinh. Đang sai bắt dưới đi hái là chuối à? Dạ. Ừ. Thì mình bỏ ở dưới cái đáy rổ á. Ừ. Nhà mình bao nguyên một cái rổ này thì anh em dưới nông trại là tháo hoàn luôn đấy. Còn chơi, rapido. Ya está feito. Lava también ya. Busca agua limpia. Vai lavar mais uma vez agua limpia.
Tapos tiragwadan mo, bulim ba? Tapos may tayo kinin ba suduset niya? Da kwase pronto. Da ta pronto ba zay, rapido ha. Đang giòn ở đây mọi người. Quýa quýa. Dạ cái ba bà này. Ba bà. Có vẻ xin lập đồ prova primero. Đấy, nhìn hấp dẫn ở đây mọi người. Você da boi veio fazer aqui? Vai fazer casa, lên casa do mama promenda ya? Sim. Pediu na mama, fala mama dá eu dinheiro e compra. Aceita. Tua irmã eu conheço. Ela também dá uma falada que tu conhece. É. Eles são amiga eu. Muito tempo. Na Praça do 4. É, no Praça do 4. Oi, tu. Lenga, lenga. Dạ, hồi trước em làm quán game ở đó là chia bán trước cửa nhà mình á. Ừ. Em quen từ đó ấy. Con nụ tiệm đây. Ừ. Você também conhece eu? Acabou? Já, já, mas falta Paulo fazer mais de um pouco. Agora eu já estou pensando em tirar batata frita. Já, agora lá. Só tirar quanto é mubanga? Três, falta sete. Meio. Tá bom. Outro já acabou e levar tudo batata dentro, já? Tá bem, tá bem. Mas tá, ele ainda está continuando a acabar já a mubanga. Assim ah. Eu vou pegar toda a batata frita já aqui dentro. Já, trazer. Rápido, comer, ei! Carrega assim, diga. Vê com. Cheiro muito bom. Muito bom. Dá. Mas hoje vai ficar na lado de eu, aprender a cozinhar. Mas é fraco. Não. Tá com você. Você vai ficar aqui, me dá nada para provar, meu irmão. Então você que tá com os exemplos, não serve para todos para comer, então não estou. Para mim já provar se tá bom ou não. No bolinho não, sim. Acaba de chutar todo o bolinho. É. Senta. Senta, defende nas crianças, assim. Não, tá, não terminou, como é que eu posso te dar? Não, tem razão, mamá baleia. Mamá baleia? Ah, depois, Balu chama quem? Mana, Paulina. Mana Paulina. Paulina, agora isso que? Mana baleia. Mana, mamá baleia. Baleia. Mamá baleia. Já baleia. Baleia. Bây giờ thì mình để cho Mimi chiên ở đây, mình đi ra ngoài cái ngôi nhà mới xem thì gọi là các bạn là xây từ đâu đó nha mọi người. Ở phía sau này thì mình cũng khá là bất ngờ khi mà các bạn ấy đã xây rất là nhanh này. Bây giờ là khoảng được một nửa rồi đó mọi người. Đấy. Nato, à, Abel. Xin chào mọi người, sao Abel? À. Ê, Mestre Principal, Chiquito. Xin chào mọi người, Chiquito. Tôi tên là Chiquito. Tôi tên là Chiquito. À. Ê, rápido á. À. Assim amanhã acabar? Amanhã acabar sim. É? Chefe, fala só 3 dias. Yeah, đấy. Mà các bạn nói là 3 ngày là xong đây này. Bây giờ là lên được bao nhiêu rồi? 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, 4 này, 5, 6, 7, 8 lớp rồi. Đấy. 8 lớp rồi mọi người ạ. Đây là cái cửa sổ đây. Hãy nhìn các bạn xây để mình ngắm xem thử coi nào, có thẳng không nào. Đấy, tương đối là thẳng. Cái này thì nó không được tuyệt đối lắm đâu đấy. Mọi người nhìn này. Đấy. Nó không được tuyệt đối lắm bởi vì là cái gạch của mình đóng nó cũng không được thẳng ấy, nên là cái tường thì nó cũng có một chút sai sót đó mọi người. Nhưng mà nhìn chúng cái đồi thờ này so với cái đồi thờ mà mình làm cái nhà đầu tiên này thì cái đồi thờ này nhìn có vẻ là làm đẹp hơn đấy, có tay nghề hơn đó mọi người. Đấy. Để mình vào trong này xem thử coi là ở phía trong thì các bạn như thế nào nào. Ôi Antonio. Hola. Olá, desmangando, tá lantando. Ah, tudo bala, né? Tudo bala. Oh, hoje já não ajudante. Hoje é o ajudante, chefe. Ah. Sim, chefe. Oi, tchau. Ah, chicha, mangonha, tô te lá aqui. Ah, ai. Ở bên trong này thì các bạn ấy là cũng là làm cái công tác là trám lại những cái mạch này này. Đấy, những cái mạch này kiểu như đang thiếu ấy. Thì phải trám vào mọi người. Antonio, tu đi su a tenga entrar, ya? Sí. Ya? Sí. Entra direita, ya? Sí. Agora molhado é você cortar fácil, sí. Entende? Sí, sí. Mas se depois ele seca, quando cortar é difícil, sí. Não é? Sí, sí. É. Aí, trong này là nói chung là xem mặt ngoài thì tẹt những cái lỗ ấy thì không nói đâu, nhưng còn mặt trong thì các bạn cũng là
phải tiến hành tết lại ấy, làm lại cho nó chắc chắn lắm mọi người đấy. Ta bong à, xin em ơi nha cá bố. Mình nghỉ khoảng 5 lớp hoặc 6 lớp nữa là ok đấy. Này, 8 lớp là phía bên của anh Thực Cải, anh Chikitu ấy. Còn phía bên của Antonio thì tại vì bạn ấy chắc là 8 đứng trong nên là nó hơi lâu một chút. Ê, số banana vai tira. Đây này, cái chỗ chuối này là mình sẽ chặt hết này để mỗi cái xoài kia mà lấy bông rấm thôi mọi người. Đấy, một cái xoài to to kia là buổi chiều là bông rấm nó đổ về đấy ấy. Là cái nhà này nó rất là mát luôn. Eso depois va mangueira fica para ten sobra, tá vendo? Anh dùng cái cày nivô để anh gọi là lấy cái mặt bằng của cái cánh cửa này này. Mình nhìn bằng mắt thường thì mình cũng cảm thấy là nó hơi thẳng, cũng thẳng đấy mọi người, khá là chuẩn đấy. Còn một chút nữa thì mình sẽ dùng con roi, mình roi nó chắc chắn hơn đấy. E todo mais se não sabe usar aquele brumo. Não sei. Você sabe? Não sabe. Brumo. Brumo só você fica bem só. Chiquito sabe usar brumo? Ah. Muito não. Depois eu assino. Ở nhà mình thì mình có cái dụng cụ là cái con roi ấy, để mình roi ấy. Nhưng mà không có, không cầm lên thì cho cá rê cá bạn ấy buộc vào cái cục đá xong rồi thì nó mới dòi xem thử. Sabe fazer ou não sabe fazer? Assim vai cair um. Tô, eu sei. Deixa eu fazer. Aí, você tem que fazer quatro lados. Um lado assim ele caiu. Tá bom. Deixa eu ver. Ah, xem thử coi là các thơ này làm như thế nào nào. Ủa, tám ăn. Không tốt. Không tốt. Nó lệch tí khoảng tầm đồ là... Nó lệch khoảng tầm đồ là 1,5 tới 2 phân ấy mọi người. Tú đua aquí, đó. Eso tú đua pedí entrar. Entra, sir. Aquí también. Aquí, tipo de paso. No, no. Ya. Vos. Está bien. Isso, ele é tipo assim, ele chega aqui. Tá vendo? Sim. É? Aqui. Aqui, chega aqui. Tá vendo? Isso, pedi entrar mais. Você mete aqui, já sabe. Tá vendo? Ele já pedi aqui. Entrar, vê? Vixe? Vixe? Tá vendo? Vai entrar, sair tudo aqui. Hã? Aí. Você vai à frente e me diz o vê. Você sabe ou não sabe que corre carregar com bisói, como é que vai? Ai, me diz aquele o vê. A como falar, mas você fala, sabe, não sabe, eu vou dar coco, ó. Tá bom? Không tốt của một você pegar aí no bode. Você vai largar, não dá aquele gira. Sim. Depois largar, vem. Você não pode pegar pedra não. Não dá ele gira só. Dá sempre gira, bora. Oi, dá. E não sabe. Mas aqui contor. Hã? Contor. Ai, mình để mình đo. Đo xem thử coi nha.
Quem vai fazer nesse lado? Ele só falta pouco só. Tá bom, chiquito, chiquito bom mesmo, mestre principal, tá vendo? Tá vendo? Ah. Ah? Aqui em frente, bom, talvez aí adobe. Yeah, aqui falta só pouco. Mas bạn chiquito lá, bạn này làm cũng khá là ok đấy mọi người. Anh ấy có nhiều kinh nghiệm. Đấy, nó lệch khoảng tầm độ là một phần đấy. Đấy, một phần. Nói chung là gạch đất này nó kiểu cái mép này này mọi người. Là nó có những viên nó băng, những viên nó không băng ấy. Nên là đâm ra là cả bàn ấy làm cũng rất là khó này. Đấy, nó lôi lỏm cả kiểu này. Nói chung là từ đấy lên 8 viên mà lệch khoảng tầm độ 5 ly từ một phần là ok rồi đấy. Isso tudo também tira, já? Massa tira. Tá bom. No colage. Entende? Depois vou de rebocar. Como tá vendo? Ai. Amanhã feito. Amanhã vai feito. Quando atacar aqui. Tem que tacar bem, já? Né? Eu já falei, tacar bem e não depois isso tudo ele não colar. Entendeu? Tem que tacar bem, já? Né? Não deixar furo, já? Né? Depois, meter a metade. Depois raçar, caso raçar, você paga. É. Yeah. Já, ainda tem muito massa? Massa aqui tem pouco. Yeah, vamos reparar já para quê? Para nosso entrar lá na casa, vamos comer aquela comida. Hoje feito, tentar pastel, já? Tá bem, chefe. Yeah. Vai lá, vai dar o quê? Cho các bạn ấy thưởng thức cái món món khoai, món bánh khoai chiên. Chiều nay thì cũng cho các bạn ấy là nghỉ sớm để vào gọi là tắm rửa cho sạch sẽ để thưởng thức cái món bánh khoai này này. Đấy, bây giờ là nhìn ông nào ông đấy là nhìn sạch sẽ. Thường ngày thì đi làm thì mình toàn ghi hình là những cái lúc mà các bạn ấy là mặc đồ lao động ấy. Buổi chiều nào về là các bạn ấy cũng là tắm rửa xong rồi mới thay đồ rồi mới về. Mọi người về thành phố thì khi nào cũng bonito cả. Hoje tudo bonito. À? Quando na hora não trabalhar, banhar, ver tudo limpo, bonito. hoje vamos tentar novo comida, pastel, né? Fazer com trigo, ovo, açúcar, batata. Da fazenda. Batata da fazenda. Fazenda yeah. Da palavra fazer. Bạn Duy, bạn Duy đa em lên đi. Vì mình kiểu như cũng chiều rồi mọi người nên là ở ngồi ở trong cái chỗ bàn mà mình hay ăn ấy, cái nhà phòng ăn ấy thì nó khá là tối nên là mình cho cả bàn vừa ngồi ngoài này luôn. Nó sáng với cả là mình vừa chiến vừa ăn rồi vừa trò chuyện cho nó ấm cúng tình cảm á mọi người. Đây, chiến cũng khá là được nhiều đây đây này. Tira cada uma guardanapo pô, pegar comer, já? Aí, cho các bạn em mỗi người một tờ giấy đi, cầm cho nó sạch sẽ. Hoje bà Giới fazer como é que chama? Cozinheiro. Não. Não. Divisão. Divisão, né? Divisão. Mama balunda. Mama balunda. Não é? Mama balena. Baleia. Baleia? É. Mama baleia, né? Mama balundo. Mama balundo.
balun du sang umma pro munisipu du huambu ne si nah ai balunda balundu 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 no ba mate du huambu bode come va come chef va come bon na bon muito bom tá muito bom ngon ngon ah cuya cuya né cuya cuya sim aí cuya bem frio assim mas come com pastel quente tá muito cuya sim cuya né đấy trời lạnh lạnh đi nơi này mà ngồi bên bếp lửa này mà thưởng thức món bánh như thế này thì rất là ấm cúng luôn mọi người. Cái mùa này là mùa lành rồi nên là buổi chiều nó cũng tối rất là nhanh luôn mọi người. Ngon. 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 Ngon lắm. Ngon lắm. À xin. Ê. Ê, bà giới là số primero vez comer nessa ma pastel. Primeira vez. Né? Essa aqui é a sexta vez. Sexta. Comer onde? É mentira, nessa muito mentiroso, né? Isso nosso também comer primeiro vez, né? Sim, sim. Tá bom, né? Tá cuidado, né? Isso também fazer bem fácil. Mọi người có được 3 cái nhá. Dạ, cùng được tâm đó đấy anh. 2-3 cái đấy. Còn bao nhiêu thì chia cho cả bạn ăn luôn đấy ạ. Dạ. Nhà mình khoái nhiều. Cái khoái của nhà trông được ấy, nên là cho cả bạn ăn thoải mái luôn đi. Vamos tentar mais uma vez, nhá? Yeah? A Suso tem mais um, cada pessoa mais um só. Ah. Outro lá dentro da banheira pode ficar depois da criança lá casa, tá bom? Sim, sim, sim. Sim. Ah. É da cucuru. Da cucuru. Da cucuru é que? Fica em casa, nada nas crianças. Eu já vou levar o meu iPhone. Come mesmo. É, devagar, já tem coisa tirar agora, cuidado, caiu dente, ah. Muito quente, comer caiu o dente. Sim, sim, chefe. Uau. É o que, Kim? Come. Está muito bom. É? Está muito bom. Ngon. Ngon. Fala ngon. Ngon. Come. Muito bom, muito bom. Pastel crocante. Né? Đấy. Ăn cầm miếng nào là nghe giòn rùm miếng đấy luôn mọi người. O ativo? Chama, eu já entendi. À, sama người làm bánh. Người làm bánh. Sẽ phải là người làm bánh. Rồi. Sẽ biết rồi hết kế. Sẽ biết lấy phải là entra rồi hết kế. Ê đi xe xin. Người làm bánh. Mũi tốt bổng. Nói bà dưới. Nói. Nói. Bây giờ thì cũng khá là tối rồi nên là mình cũng xin phép tạm dừng cái video đấy nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuần Hiệp TV. Xin chào. Xin chào. Xin chào.